Trước khi bắt đầu, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách bấm vào đường dẫn ở phía bên dưới, làm như trong hướng dẫn và quay trở lại xem như bình thường. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến thiết bị các bạn đang sử dụng và sẽ giúp đỡ mình rất nhiều trong việc phát triển kênh. Xin cảm ơn. Và chào mừng đã trở lại với Sekiro trên kênh Infinity Gaming. Vừa xong thì mình vừa mới trải qua đợt thi học kỳ và đó cũng chính là lý do tại sao mà trong khoảng thời gian qua ấy, mình không hề ra bất cứ một clip nào cả. Và bây giờ thì ok, thi xong rồi, điểm thì khá là ổn. Cứ học tà tà như này thì ra trường bằng khá là easy. Mặc dù có khả năng là sau khi ra trường ở chỗ này sau thì mình lại phải đi học chỗ khác. Cơ mà thôi kệ, bây giờ thì ở tập trước ấy, miễn đốt lên cái bát hương này. Và bây giờ thì sau khi đốt xong mình có thể đến thẳng chỗ của... cái chỗ gì nhỉ? Thánh điện à? Đi thẳng chỗ thánh điện. Cơ mà trước tiên ấy, thì mình cần phải nói chuyện với cả Kuro một lần kìa. Ở tập trước thì sau khi đốt xong mình chạy thẳng đến chỗ bé gạo luôn. Và có thể bây giờ thì thay vì gọi là bé gạo thì mình sẽ gọi là bé tuyết. Bởi vì bây giờ bé ấy không còn cho mình gạo nữa mà cho mình tuyết mịn. Thế nên gọi là bé tuyết. Kuro. どうか無事で。お、狼か。大事ないか。そうじゃ。 Nói chuyện thêm lần nữa. Cái cục cơm nắm này kìa thì mình không biết là mình có thể đem tặng cho bé Tuyết không nhỉ? Trước đây thì mình chưa từng thử bao giờ. Mình nghĩ chắc là có, bởi vì với các bạn ấy thì bé Tuyết cũng đã từng cho mình gạo để đem tặng cho cô Kuro thì cũng có thể ngược lại được chứ phải không? Chắc là thế. Có thể là khi nào mình sẽ thử. Và vừa xong ấy thì Kuro, cậu ấy vừa mới nói rằng bây giờ thì người mình đã được bao phủ bởi mùi hương tỏa ra từ cái bát hương này, cái lư hương này. Và bây giờ nhờ đó mình có thể đến được nơi thánh địa và mình có thể đến được nó qua cái nơi mà trước đây mới từng tìm thấy cái viên đá gì gì đấy ở nằm ở phía sâu phía bên trong ngôi làng Mibu. Kiếp nói cái gì chả hiểu gì cả. Văn từ khá là chán. Đi vào trong này. Nhảy qua đây và chui vào trong cái túp lều lý tưởng này. Bây giờ thì khi mình ngồi ở trong này thì sẽ có một kẻ, một sinh vật nào đến rước mình đến tận nơi. Không cần phải đi đâu cả. Và kia chỉ là cánh tay của cái sinh vật đó đấy. Và con này thì như các bạn thấy ấy, nó là một con người que, khổng lồ và làm bằng rơm. Và nói thật là mình gần như mình không hề có bất cứ một thông tin gì về con này. Tất cả những gì mình biết về nó thì nó là một kẻ chịu trách nhiệm đưa những người khác đến với thánh địa. Ngoài ra thì mình không hề biết gì cả, không hề biết về nguồn gốc và lý do tại sao nó tồn tại. Không, lý do tại sao tồn tại thì chắc là biết rồi, cơ mà lý do tại sao nó lại cử động được như thế này hay sức mạnh của nó là gì. Hay là ngoài ra thông thường lúc không có ai đến thánh địa ấy, thì nó thường làm gì, bla bla bla, mình hoàn toàn không hề biết bất cứ một cái gì cả. Có thể là sau này ở trong bản DLC của C-Game Sekiro này ấy, thì lúc đấy mình sẽ gặp lại con này thêm một lần nữa và có thể lúc đấy mình cần phải đánh nhau với nó luôn. Còn bây giờ thì hoàn toàn chịu. Cơ mà cái con này ấy, thì mặc dù nó là người chịu trách nhiệm đưa mình đến với thánh địa, cơ mà nó lại không chịu hoàn thành hết công việc của nó cơ. Mình thì mình đang ở cái cánh tay của nó, chỗ này này, bây giờ thì thay vì nó đặt mình lên trên cái núi kiểu có này mới được nói của ấy, thay vì nó đặt mình lên hẳn cái chỗ núi kia thì nó thích tạo dáng ở chỗ này, nó bắt mình phải đi bộ từ tay này sang tay phía bên kia và nhảy xuống somehow. Và ngoài ra ấy, thì khi đứng ở chỗ này này lấy ống nhòm ra cái
ống nhòm đậy nốt nope, nhầm đấy, ở cái phía chỗ này này thì không biết là trên clip này các bạn có nhìn rõ không, chứ ở chỗ đó ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng có khoảng 4 đến 5 tòa tháp đứng ở cạnh nhau. Cái này thì nó khiến mình, nó làm mình liên tưởng đến cái ngọn núi có hình bàn tay, mà theo như ở trong Tây Du Ký ấy, thì đó chính là ngọn núi mà Phật tổ dùng để phong ấn Tôn Ngộ Không ấy. Cơ mà bên cạnh đấy thì nó cũng khiến mình liên tưởng rất là nhiều đến Anor ở bên Đắk Sâu, trông thực sự giống, vô cùng giống. Ây tí rơi, cái chỗ đấy thì có thể là sau này mình sẽ đi đến đó ở trong DLC hoặc là hậu bản của game Sekiro, Sekiro 2 chẳng hạn, mình tin chắc chắn là thế. Không thể nào mà cái game này nó tạo một khung cảnh như vậy chỉ để cho có được. Ngồi xuống một bức tượng ở ngay chỗ này. Và bây giờ ở cái khu vực phía bên trong ấy thì đó chính là khu boss room. Các bạn còn nhớ cái con Corrupt Monk ở cái khu vực làng Mibu trước đây không? Con ấy tên tiếng Việt là gì nhỉ? Sư phá giới à? Đúng rồi, sư phá giới. Trước đây cái con sư phá giới mình đánh nhau ở khu vực làng Mibu ấy thì đó là dạng ảo ảnh. Còn ở chỗ này thì nó là dạng người luôn chứ không phải là ảo ảnh. Và cái con người thật đấy thì nó có đến 3 vạch máu liền, tức là nó sẽ có 3 phase. Phase 1 của nó thì nó hoàn toàn giống hệt so với cái con ảo ảnh trước đây. Và bây giờ bởi vì mạnh hơn rất là nhiều cho nên mình có thể vượt qua nó khá là easy. Còn ở phase 2 ấy thì nó sẽ triệu hồi ra một cái ảo ảnh nó tấn công mình. Và mình cũng chả biết giải thích cái phase đấy như thế nào, bởi vì thông thường cái phase 2 mình chả bao giờ đánh nhau với nó. Bởi vì phase 2 mình hoàn toàn có thể ám sát nó luôn chứ không cần mất công đánh nhau để làm cái gì. Còn ở phase 3 thì nó sẽ triệu hồi ra, à không, thực ra là không không phải triệu hồi mà cái con Zed ở phía bên trong người nó. Cái con Zed giúp cho nó bất tử ấy, nó sẽ chui ra ngoài và khi đấy mình cứ thể đánh nhau thôi. Con Zed thi thoảng nó sẽ cắn mình cái, ngoài ra thì nó chả khác gì so với phase 1. Và đặc biệt nhất ấy, là cái con sư phá giới này mình hoàn toàn có thể ám sát hai mạng đầu của nó. Mặc dù cái đấy hình như theo như mình được biết ấy, thì nó đã được fix rồi, bị sửa lại rồi. Bây giờ mình không thể ám sát mạng đầu tiên nữa mà mình chỉ có thể chém chay đến khi nó chết thôi, chứ mạng hai thì mình vẫn ám sát được bình thường. Cơ mà đây là phiên bản mới nhất của game. Hiện tại thì mình đang chơi crack, các bạn đã biết rồi. Và khi mình chơi crack thì mình không thể update được game. Và chính bởi cái điều đấy thì phiên bản của mình vẫn có thể ám sát hai mạng nó của nó bình thường. Thế nên mình sẽ ám sát. Bay lên chỗ này và bay lên chỗ này nữa. Có vẻ không kịp rồi. Khá là buồn. Vừa xong mình bay, đáng lẽ mình không nên bay kiểu đấy. Cơ mà thôi kệ. Thôi thì cứ coi như là chơi đúng luật vậy. Nope, như nhầm đòn khiếp. Lâu quá không chơi game. Đứng im. Ow, mình không thể sao mình đỡ trượt quả đấy. Cái thanh thủ của nó chưa gì sắp đầy kìa, khá là nhanh. Như vậy là xong phase 1. Ngay khi xong phase 1 đấy thì mình bay thẳng lên trên cái cây ở chỗ này. Và như vậy là xong phase 2. Ngay khi ám sát nó ở phase 2 xong thì mình sẽ muốn sử dụng ngay cái này, cái thần chi phi tuyết này. Và tất nhiên là cả cái này nữa. Đường Ako đâu rồi? Đẩy đường Ako và lắp pháo vào. Ow. Pháo. 1 2 pháo. 1 2 pháo. 1 2 pháo. 2 2 pháo. Hết pháo rồi. Không sao cả. Ok, như vậy là xong. Nếu như các bạn phải đánh nhau với con này trong tình trạng mà các bạn hết sạch cái thần chi phi tuyết rồi ý, thì
thì mình phải nói thật là phase này nó tương đối khoai, bởi vì không có cái thần chi phi tuyết kia mình chém nó như kiểu mỗi đốt inox ấy. À không, thực ra cũng không phải mỗi đốt inox, nó vẫn khá là thốn. Nếu như ở đến cái chỗ tầm này, sức công của các bạn bằng sức công của mình thì chém nó cũng tương đối thốn, cơ mà không thốn bằng khi sử dụng cái thần chi phi tuyết. Ngoài ra thì ở một vài tập trước đã có bạn hỏi là trong trường hợp mình hết cái đấy thì mình phải kiếm như thế nào, thì bây giờ mình trả lời đây. Ngay sau khi các bạn đã tiêu diệt được cái tên phá giới tăng ở chỗ này ấy, thì các bạn có thể đi đến chỗ bất cứ NPC bán hàng nào và hắn ta sẽ bán cái thần chi phi tuyết số lượng vô hạn, với giá nếu mình nhớ không nhầm tầm khoảng 500 một cái, 500 hay 1.000 gì đấy cũng chả nhớ rõ cho lắm. Và mình nhận được ký ức của ấy, thằng tăng phá giới, mình không biết là thằng hay con, ai em thằng hay là ông hay bà, và một cái gì đấy long cắt phù. Cắt phù được chạm khắc từ một mảnh ngọc lớn, thứ này sẽ gia tăng số lượng có thể mua từ ok, cái này nó tăng hàng nhưng mà bên cạnh cái thần chi phi tuyết kìa thì nó cũng sẽ có thêm một vài thứ khác nữa. Để xem nào, bây giờ thì học được kỹ năng gì nhờ? À đây, tí nữa thì quyền đấy, học cái này. Cái này ấy, thì nó sẽ cho mình là trong khi mình đang chạy thì mình có thể bấm nút gì đấy, bấm nút control để có thể trượt một đoạn. Và cái này thì nó sẽ tăng, à nhầm, nó sẽ giảm khả năng bị phát hiện trong khi mình đang ở trong chế độ lén lút. Mình bắt buộc phải học hai cái này thì khi đấy mình mới có thể học được cái chỗ này, cái chỗ Mask Shinobi này. Cái Mask Shinobi này thì nó sẽ có tác dụng là khi mình thực hiện thành công một đòn Mitsuki Counter thì nó sẽ gia tăng lượng đam đánh vào thanh Poacher của kẻ địch. Cái này thì nó là một kỹ năng kiểu bổ sung cho cái kỹ năng Mitsuki Counter ấy mà. Và ok, đi tiếp. À quên, nghỉ ngơi để hồi lại cái đống Spirit Emblem nữa. À mà tí nữa thì quên nữa, tăng đam nữa. Nhảy xuống dưới chỗ này. Bây giờ thì đi vào trong chỗ này ấy, thì mình sẽ được gặp lại một con Noble Miss. Cái con Noble Miss này thì trước đây nó đã từng đóng vai trò là một con mini boss ở khu vực khu rừng ảo ảnh. Và lúc đấy thì mình đã từng nói rồi, sau này mình sẽ gặp lại con này và ở chỗ này đây. Và vì một lý do đấy nó trông thấy mình somehow. Cái lúc Noble Miss ở cái chỗ này thì nó mạnh hơn rất là nhiều so với cái con Noble Miss ở khu rừng ảo ảnh. Bởi vì cái con trước đây thì nó chỉ có khả năng là đánh thường mình rồi. Còn con này thì nó sẽ có khả năng là nó sẽ rút tuổi trẻ của mình. Và cái khả năng này thì nó cũng sẽ tăng, nó sẽ kiểu nhà nó sẽ tích dần dần một cái thanh tương tự như cái thanh terror ấy, thanh hoảng sợ ấy. Và sau khi đầy xong thì lượng máu của mình sẽ bị giảm cực kỳ nhiều, còn đúng khoảng còn nhích máu để cho cái đám khác nó sờ nhẹ phát mình đang đúng là chết rồi. Cái khả năng này thì nó khá là tương tự so với cái đám canh ngục ở bên Dark Souls. Và nó không chỉ rút máu đâu, nó sẽ khiến cho nhân vật của mình nó sẽ kém cơ động hơn rất là nhiều. Đi chống gậy, nhảy thấp thì không để đánh nhau, bla bla, nó khá là khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Vẫn hết cẩn thận. Bắt kêu. Một con đây nữa. Đi ra đây, nếu mình nhớ không nhầm thì chỗ này sẽ có item. Chuẩn luôn. Xin. Bây giờ ở chỗ kia ấy thì các bạn sẽ thấy rằng có một vài tên lính. Và cái đám lính này thì bọn nó không hề cúi bắp giống như cái đám lính ở lâu đài Ashina. Mà dù mình không rõ là khi so sánh cái đám lính này và lính của phe Độc Nhãn Long thì bên nào khỏe hơn. Cơ mà cái đám lính ở chỗ này ấy, thì các bạn có thể coi nó là một phiên bản mini của Genichiro. Genichiro thì hắn ta chính là cái tên mà trước đây đã xin mất một cánh tay của mình ấy. Bởi vì các bạn ấy thì cả đám này lấy cái tên Genichiro thì bọn nó đều có chung một cái đòn là bọn nó đứng gồng gồng một tẹo, và khi đấy thì nó sẽ cầm kiếm mà múa vung vẩy các kiểu tung tóe lên. Và ngoài ra ấy, thì cái đám này và tên Genichiro ăn mặc một phong cách tương đối giống nhau. Bọn nó đều mang một thanh kiếm và đeo một cái cung ở trên lưng. À không, thực ra chỉ có mỗi Genichiro mặc kiểu đấy thôi. Còn đám này thì đám cầm cung thì không cầm kiếm, mà đám cầm kiếm thì không cầm cung. Cơ mà cái đám này thì mình không biết trước đây có một cái điều ấy, mình không biết trước đây mới từng nói chưa. Genichiro thì mặc dù hắn ta là cháu ruột của thanh kiếm Isshin, cơ mà thanh kiếm Isshin ấy lại không hề dạy kiếm cho Genichiro. Thầy dạy kiếm cho Genichiro thì đó là một người khác có tên là Tomoe.
Otomoe thì đó là một nhân vật có thật ở trong lịch sử. Và ở trong game này thì cô ấy khá là nổi tiếng với chiến công là chém tí tạch thanh kiếm Isshin. Mặc dù ở trong trận đấy thì mình không biết là Isshin có dồn toàn được hay không, bởi vì theo như miêu tả ấy, thì Isshin ăn chém do khá là mải ngắm Tomoe, cái tội ham gái. Và Tomoe mặc dù là sư phụ dạy kiếm cho Genichiro, cơ mà cô ấy thực ra lại trẻ hơn so với Genichiro. Và Genichiro ấy, nhầm Tomoe ấy, thì cô ấy cũng có phong cách ăn mặc khá là giống với cả Genichiro, khi mà cũng cầm một thanh kiếm và một cái cung ở sau lưng. Đó, đó chỉ cái đòn vung vẩy các kiểu giống Genichiro mình với bảo các bạn hồi nãy. Một con ở đây. Nhặt ở đây, Mibu. Hồn phong cầu. Bay lên trên chỗ này. Bây giờ ở đây thì nếu mình nhớ không nhầm là hết sạch cái đám này rồi ấy. Ở ngay phía bên dưới kia thì nó sẽ có thêm một con nữa. Và con này mình không hiểu tại sao nó lại đứng lẻ ở chỗ này. Thà rằng nó kiểu elite hay gì gì đấy thì ok còn hiểu được. Cơ mà không, thực ra nó vẫn chỉ là kiểu cùi bắt thôi, như bao con khác thôi. Như vậy là xong. Cái lũ này ấy thì mình vẫn chưa biết gọi nó là gì. Thực sự luôn mình vẫn chưa biết tên của lũ này, cứ gọi là Genichiro Mini nhá. Cái lũ Genichiro Mini này thì bọn nó kêu kiểu đánh delay nó tương đối khó chịu, mặc dù nó không delay bằng cái đám lính đỏ, cơ mà vẫn tương đối khó chịu. Nhặt ở đây. Và ở phía bên dưới này thì nó sẽ có một vài con cờ hó màu trắng. Và cái lúc cờ hó này thì bên cạnh cái việc khó chịu giống như chó thường thì bọn nó có thể phóng ra lightning. Vậy nên đừng có liều ở chỗ này. Sử dụng phi tiêu xử từng đứa một. Như vậy đấy. Giờ thì ok, ở phía bên trong kia ấy thì nó sẽ có thêm 3 con cờ hó nữa cộng với một con Noble Miss. Như vậy đấy. Xin kim cương vụn. Bây giờ thì mình sẽ muốn đứng ở chỗ này chứ không muốn tiến xa hơn. Mình không hề muốn bị hai con chó ở phía bên ngoài này nó phát hiện ra. Đứng đây và một nhóc ở kìa, how to trượt. Một nhóc. Đúng rồi, chạy xem đi. Sao đứng hơi xa quá. Hai nhóc, ok, tí nó bị lũ ở ngoài nó phát hiện. À không, thực ra cái phát vừa sau mình ném một phát chết hai con ấy. Nào nào. Ok thôi thì cái con ở phía bên ngoài này lát tính sau vậy. À nhầm, cái con đứng phía đứng lẻ chỗ kia kìa. Lát xử lý sau vậy. Đi vòng ra ở đây. Một bé và hai bé. Ok. Giờ thì quay ra và xử lý con kia nào. Đứa cuối cùng. Mình bấm nhầm ném hai phi tiêu. Giờ thì ok, theo như mình nhớ thì chỗ này bây giờ nó hoàn toàn hết sạch lính rồi đấy. Nhặt ở đây, túi tiền nhặt ở đây, đường của Ungo. À mà có một điều nãy giờ mình quên mất đấy, là ở trong hiện tại mặc dù chỗ này thì nó có một cái hồ và mình có thể lặn xuống được, cơ mà tuyệt đối đừng có làm như vậy, bởi vì ở ngay phía trên chỗ kia kìa. Đấy, các bạn có thấy rằng có một cái con nó ngồi ở trên, à đâu, cái có phải là cái cây này không nhỉ? Hay cái khác nhỉ? Mình cũng chả nhớ có phải cây này hay không. Cơ mà có một con ấy, nó đứng ở trên cái cây này, nó là một con mini boss. Và cái tên này thì mình thường gọi hắn ta là Genichiro Jindo. Nó có khả năng đá cầu như kiểu ở trong cái chuyện đường dẫn đến không thành ấy. Và ngoài ra cái quả cầu của nó thì nó sẽ có lightning. Khi mình đang ở dưới nước ấy, thì cái đòn lightning nó sẽ bắt đầu lan ra và mình gần như không thể nào tránh nổi quả cầu của nó. Vậy nên trước khi giết nó thì đừng có nhảy xuống nước để làm cái gì. Chỉ ăn đòn thôi. Nghỉ ngơi cái, hồn lại cái đống hồn ấn. Đứng dậy đi tiếp. Bây giờ ở chỗ này thì nó sẽ có một con Noble Miss và mình bắt buộc là phải ám sát nó bằng cách này. Mình không thể lao ra Zolo chém nó như hồi nãy được, bởi vì ở ngay phía bên kia ấy, nó có một con. Và nếu như mình Zolo thì mình sẽ bị nó phát hiện ra. Cúi xuống đây. Đây có con chỗ kia kìa. Ra bắt chuyện với cả bà này.
yên tâm là bà này không phải người xấu. Rồi, bà này ấy, bà ấy vừa mới cảnh báo mình về cái đám quý nhân kia là bọn nó sẽ cố gắng hút lấy tuổi trẻ của mình. Cái này thì hồi nãy mình vừa giải thích rồi là nó tương tự với cái đám cai ngục ở bên Dark Souls. Và ngoài ra thì bà ấy cũng đã cảnh báo mình rằng ở phía trước ấy nó có rất là nhiều cai ngục và mình nên đi đường vòng. Và mình sẽ muốn nghe theo cái lời cảnh báo này đấy. Bởi ở phía trước thì thấy luôn bọn nó đông rác cả man, là đông như quân nguyên ấy. Nếu các bạn đi đường chính này mà các bạn không chết thì các bạn thấy luôn là giỏi rác cả man đấy. Và mình thì mình sẽ muốn đi đường vòng. Ngoài ra chuẩn bị sẵn cái đường của Gai Chin. Bập. Nhặt ở đây. Giảo vật. Bẹp. Thông thường ấy, ở chỗ này thì mình khá là thường xuyên bị con ở chỗ kia nó trông thấy cơ mà nhờ có đường Genshin, cho nên nó chả thấy cái gì hết. Tất cả những gì nó thấy là một trong các đồng loại của nó đối nhiên đang đúng mới chết thôi. Nope, cái gì đây? Vừa xong mình không cố ý đạp vào lưng nó, cơ mà ok, thế cũng được. Bây giờ ở chỗ này ấy, thì nó sẽ có một tên kia và một con Noble Miss ở phía bên trong chỗ này. Và cái tên kiếm sĩ ở chỗ này, này thì thông thường mình hoàn toàn có thể... À không, mình không biết mình có thể không nhỉ? Trước đây mình chưa từng thử cái này. Có vẻ là không. Thế thì thôi. Đi ra chỗ này. Solo với cái tên này trước. Thông thường khi mình chạy mình giết kiểu đấy thì mình 100% sẽ bị con kia nó phát hiện cơ mà nhờ đường gai chìn nó chả thấy cái gì cả. Bây giờ mình chỉ việc đơn giản là đi ra đây nhặt cái item ở chỗ này và quay ra chỗ kia. Để nó quay lưng đi cái thì mình sẽ đi ra mình xiên. Pep, chết đi, cảm ơn rất là nhiều. Nếu như trong trường hợp các bạn bị phát hiện ấy thì cũng khá là đơn giản, cái tên này thì về cơ bản thì nó cũng giống hệt so với đám hồi nãy mình giết cả đống kìa. Thì các bạn cố gắng giết cái tên Noble Miss ở chỗ này trước và tên này sau. Bây giờ ở phía bên ngoài này thì các bạn nhìn qua ấy, các bạn sẽ thấy rằng có một con bò và con lửa cháy màu tím tương tự như là ngọn lửa của cái đám cái gì nhỉ? Thất diện võ sĩ hoặc là ngọn lửa ở trên thanh kiếm của mình sau khi mình búp cái thần chi phi tuyết lên. Bây giờ thì mình sẽ muốn bay lên trên chỗ này. Thằng nào trông thấy mình ấy nhỉ? Đi ra đây để xem nào mình cần. Ok, bọn nó kia rồi. Khi mình trông thấy bọn nó đang đứng ở chỗ kia thì mình sẽ đi ra chỗ này và ám sát một con Noble Miss ở đây. Pep. Bây giờ bọn nó sẽ nghe thấy và trong khi đấy thì mình sẽ vòng ra chỗ này. Thông thường ấy thì sẽ là cả hai tên kiếm sĩ bọn nó đều nghe thấy cơ mà như này cũng được, không sao cả, cản tiện. Nếu trong trường hợp các bạn không dụ được như nó ấy thì cái đám này bọn nó sẽ đi cùng có một tên Noble Miss và hai tên kiếm sĩ. Thì cái các bạn giải quyết cũng khá đơn giản. Đầu tiên cố gắng ám sát nhanh một tên kiếm sĩ, sau đấy các bạn đi ra chém thường là chết một con Noble Miss. Con này này, rồi khi đấy thì với một con kiếm sĩ còn lại thì các bạn cứ thế các bạn solo thôi.
À nhầm, không phải kiếm sĩ mà là Genichiro Mini. Giờ thì đi ra đây và xin hai cái thần chi phi tuyết. Bây giờ ở chỗ này thì mình phải nói thật là mình không biết làm cách nào để mình có thể stealth qua chỗ này mà không thể bị phát hiện. Thực sự không luôn, mình không thể, chỉ đơn giản là không thể thôi. Hoặc là có thể cơ mà mình gà. Cơ mà giờ thì đứng ở đây lấy sáo tay ra hú con này ra trước. Mình cần nó ra hẳn chỗ mình cơ mà tại sao kiểu mày sợ mỏi chân à? Mày có chân quái đâu? À không, thực ra là có chân cơ mà. Sao quyết đi là một tẹo nó lại. Ok, thế chung được. Chỗ này được rồi. Đến khổ. Giờ thì ok. Hai con ở chỗ kia thì mình bắt buộc là phải sử dụng phi tiêu. Một con này, hai con này, ba con này. Mình bắt buộc là phải sử dụng cái đòn ném như này. Chứ mình dùng cái đòn này ấy, đấy thì nó sẽ bị như vậy. Như vậy là xong. Hai con Noble Miss ở chỗ này. Bây giờ ở phía bên trong này thì nó sẽ có tổng cộng là ba tên. Một tên Noble Miss Elite và một tên kiếm sĩ, một tên Genichiro Mini kiếm và một tên Genichiro Mini đao. Và thế rồi cái tên cầm đao nó khá là khỏe. Ở chỗ này thì mình không biết là làm cách nào. Cái gọi là mình cố gắng sử dụng cái này ấy. Cố gắng sử dụng cái sáo tay của mình để dụ nó ra. Trước đây mình thử khá là nhiều lần cơ mà vì một lý do ở đây mình không, chỉ đơn giản là không thể. What? Ok, vừa xong mình hú gọi một đứa thôi mà cả đám nó phi ra. Mình hy vọng là cái đám ở phía sau này này thì nó sẽ không đuôi, nó không đi ra chỗ mình. Bởi vì nếu như thế thì buồn phết đấy. Nó khá là buồn đấy. Thôi, đừng ai chin và té nhanh. Cố gắng trốn lên trên này vậy. Vừa xong thì mình không hiểu tại sao mình lock on vào một đứa, mình huýt sáo xong thì tất cả lũ khác bọn nó đều nghe thấy. Somehow. Và bên cạnh đấy thì cái lý do mà mình không muốn đụng độ với cái tên đi từ phía bên sau nhà ra ấy, bởi vì nó là một tên kiếm sĩ elite và mình không hề muốn đụng độ với nó trong khi đang bị đám lính xung quanh nó bao vây. Nó cực kỳ mạnh. Về cơ bản ấy thì nó mạnh ngang với cả phase 1 của Genichiro và bây giờ thì ok, nó đứng lì ở đây luôn, khá là tiện. Sướng quá. Chết mày đi, cảm ơn rất là nhiều. Rồi. What? Tại sao mày chậm? Hờ, mình không phải thấy sao nó chậm thấy mình cầm ok. Đằng nào đây cũng không phải lần đầu tiên mình bị trông thấy ở chỗ này. Thôi thì cứ làm theo cách cổ điển vậy. Nào, hai con phối hợp. Biến ngay. Đây chỉ là lý do tại sao mình không muốn đánh nhau với hai đứa cùng lúc này. Nó cứ liên tục, nó kiểu đánh nó phiên nhau nó khá là khó chịu. Ok, như vậy là tốt. Tách nhau ra đi. Cứ tách nhau ra đi. Ôi giời ơi, ăn chém. Như vậy là xong. Giờ thì ok, quay trở lại chỗ này. Xin kim cương vụn và mở cái hòm trong này ra. Xin một cái thần thực thảo. Nhặt ở đây dược hoan. Nếu mình nhớ không nhầm thì xung quanh chỗ này nó có thêm cái gì đấy nữa ấy. Chắc là nhìn nhớ nhầm. Thế thì thôi ok. Chém con này ở chỗ đây một cái. Và chém con này chỗ đây một cái. Thông thường thì nếu như các bạn đã stealth qua thành công khu vực ở phía bên trong này ấy, thì khi đấy cái con elite thì nó vẫn sẽ đứng ở đây và bên cạnh nó thì sẽ là một con, à nhập có hai con quý nhân, một tên đứng ở đây và một con đứng ở phía bên trong này. Bây giờ mình sẽ gọi là quý nhân thay vì gọi là noble miss, bởi vì theo như hồi nãy thì bà kia gọi lũ này là quý nhân. Và khi đấy thì công việc của các bạn tất nhiên là cố gắng xử lý đám quý nhân trước khi đánh nhau với cái tên elite. Bởi vì nếu như các bạn bị dính cái gì nhỉ? Các bạn mà bị đầy cái thanh của lũ kia nó hút tuổi trẻ ấy, thì các bạn 100% sẽ không thể nào đánh lại được cái con elite kia. 100% luôn.
Giờ thì ok, đi ra chỗ kia đốt bức tượng và quay trở lại đây, lặn xuống. Nhặt ở đây, vây cá, nhặt ở đây, vây cá và nhặt ở chỗ này nữa. Ân nào giờ vây cá. Mở hòm ở đây ra. Kinh Thành Thủy. Cái Kinh Thành Thủy đấy ấy, thì nó sẽ là một món item mình có thể mang về và đưa cho cái ông trưởng thôn ở cái làng Mi Bù ấy. Lát nữa mình sẽ về được. Còn bây giờ thì đi ra đây. Không biết là có cần phải ngồi xuống không nhỉ? Chắc là không. Bây giờ nếu mình ngồi xuống ấy, thì sẽ khiến cho cái đám kia mà nó hồi sinh lại hết và mình không hề muốn như vậy. Nhận item ở đây. Ba cái thần chi phi tuyết. Bây giờ thì mình sẽ đi ra cái chỗ của con bò mini boss hồi nãy mình chỉ cho các bạn. Đi đường này thì yên tâm là cái tên kia hắn ta sẽ không trông thấy mình. Pep. Lại đi ra đây. Cúi người xuống để cho con cần cung không trông thấy mình. À không, thứ ra chả cần cúi luôn. Mắt nó đuôi rồi. Pep. Và thêm một con cầm cung chỗ kia nữa. Pep. Như vậy là xong. Bây giờ ở phía dưới này thì các bạn thấy thấy rằng nó có một con bò. Con bò này nó tương tự như con bò mà trước đây mình đã từng đánh nhau ở khu vực lâu đài, à nhầm, khu vực thành Ashina. Và nó không chỉ tương tự đâu, nó gần như giống hệt luôn. Thứ duy nhất khác biệt ở chỗ con bò này là không, thực ra nó chả khác gì cả. Tất cả mọi thứ của con bò này nó đều giống hệt so với trước đây, từ lượng đam so với đến cho đến cái lượng máu của nó. Cũng thể là máu của nó trâu hơn một tẹo mình cũng không rõ cho lắm. Cơ mà trước đấy ở con bò ở chỗ thành Ashina thì khi đấy mình phải đối mặt trực diện với nó. Còn con bò ở chỗ này nó vẫn chưa hề biết đến sự hiện tại của mình, sự hiện diện của mình. Vậy nên mình có thể stealth nó bằng cách sử dụng cái pháo này. Cố gắng canh cho nó đi lại gần bức tường, rồi khi đấy mình sẽ muốn mình ném pháo cái và nó sẽ đập đầu vào tường. Nào, tại sao mày quay mình lại điều thế? Wow. Wow. Úi giời ơi. Ok. Thế thì tôi quy. Vừa xong thì chính là lỗi game. Để xem nào, bây giờ mình cần phải leo lên lại lên trên phía trên này, mình cần búp biết các kiểu ra rồi lúc đấy đánh nhau với con này sau. Khổ lắm cơ. Game đến khổ. Xem nào, thần chi phi tuyết. Thần chi này. Cái con bò này thì bởi vì như hồi nãy mình nói nó gần như giống hệt xôi con bò trước đây mình đánh nhau ở chỗ thành Ashina. Thứ duy nhất khác biệt ở nó là được cái ngoại hình thôi. Thế nên cứ đánh nhau với nó như cách thông thường mà trước đây mới từng đánh với con bò ở thành Ashina. Đường Ako đâu ấy nhỉ? Đậy. Bò ơi đâu rồi? Mày đi ra đây. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Tháo trượt. Khi mình sử dụng cái thần chi phi tuyết ấy, thì mình chém vào đầu nó cho nó sẽ gây rất là nhiều đam. Rõ ràng nhiều đam hơn rất là nhiều so với chém vào đít. Ow. Sao mà mình ăn đòn. Ow, ăn đòn quả đấy nữa. Nào, chính sao nó ra. Pháo. Chém đầu này. Đam khá là khủng. Ow. Thế sao mình ăn đòn của con này nhiều nhỉ? Pháo. Chém đầu này. Nó tính hút đít mình, cơ mà mốt rồi mình tránh được. Thêm một cái thần chi phi tuyết rồi. Pep, thôi để chém chay nó vậy. Đằng nào nó cũng không quá khó.
và pháo. Hết pháo rồi. Ok, như vậy được rồi. Khá là may là nó đang đứng đối diện vào tường. Nằm mày hút đi đâu đấy? Đến khổ. Thông thường cái đòn đấy thì nó sẽ điên loạn lên và nó sẽ kiểu nó hút thẳng về phía đối diện của nó. Và phía đối diện của nó lúc đấy nó là cái tường này. Cơ mà lần này thì somehow nó biết rẽ. Nó rẽ và nó không hút vào tường nữa. Em trượt. Ow, đau quá. Thế sao lần này mình đánh nhau với con bò này nó khổ sở ấy nhỉ? Thông thường thì mình đánh nhau con này nó chưa đến 10 giây. Chỉ với như hồi nãy mình nói là mình cứ đi lẻ lẻ ra phía sau nó, mình ném pháo nó cái, nó tự đập đầu vào tường, nó tự động nằm lăn ra cho mình xiên. Cơ mà vừa xong nó lỗi game. Thế mới khổ cơ. Rồi, như vậy được rồi. Ok, cảm ơn. Như vậy là xong. Một cái Phật châu và một kỹ năng thú chi nghiệp. Mình chả biết cái đấy là kỹ năng gì, hôm nay mình chưa kịp đọc. Trước đây thì không biết là mình từng học được kỹ năng gì tương tự như cái kỹ năng thú chi nghiệp này chưa nhỉ? Có thể là lát nữa thì mình sẽ phải ra mình xem lại clip của mình. Mình đọc lại xem cái đấy nó điểm gì. Cơ mà giờ thì ok, xong hết việc ở đây rồi. Nghỉ ngơi chỗ này. Vừa xong ấy thì các bạn có để ý rằng bà NPC ở chỗ kia, bà ấy nói rằng cha của ông ấy sau khi trở lại một quý nhân xong thì ông ấy chỉ còn để ý đến mỗi việc là cho cá ăn thôi. Thì đây chính là con cá đó. Và quest line của bà ấy thì sau này ở trong tập sau thì mình sẽ tính. Còn bây giờ thì cứ đi tiếp thôi. Kệ bà ấy. Bây giờ ở trên nóc nhà thì con sẽ thấy rằng có một tên. Cơ mà tạm thời đừng ám sát hắn ta vội, bởi vì nếu không mình sẽ bị phát hiện bởi một tên đứng ở trên mỏm đá chỗ kia. Nhảy xuống dưới này. Xin Mi Bu hồn phong cầu. Cái tên đứng ở trên mỏm đá này ấy, thì hắn ta cũng là Genichiro Jindo. Nó cũng có khả năng đá cầu y như ở trong đường dẫn lên khung thành. Cơ mà mỗi tội nó là lính thường chứ không phải là dạng bot. Xiên cái. Kìa, hao tôi rơi. Giờ thì đi lên đây. Xiên cái. Bay ra đây này. Bay lên trên này. Ở chỗ kia có hai tên ấy, thì cái tên cầm cung thì nó sẽ dễ đối phó hơn rất là nhiều so với tên cầm kiếm. Vậy nên xử lý tay cầm kiếm. Tẹp. Chém trượt. Tẹp. Ok, như vậy là xong. Bây giờ ở phía dưới kia ấy, thì nó sẽ có thêm một vài tên nữa. Và ở ngay phía dưới chân mình, nó sẽ có một vài con cỏ. Nhảy xuống xử lý bọn nó. Ờ, tí nữa thì bấm nhầm đấy. Pep. Và... The hell? Nhặt ở đây. Gan lươn. Chỗ này có khá là nhiều gan lươn. Bởi vì các bạn ấy, chỗ này có rất là nhiều kẻ địch có khả năng gây ra đam lightning. Không đúng hơn là không phải rất là nhiều, mà bất cứ kẻ địch nào ở chỗ này cũng có khả năng gây ra đam lightning. Bay lên trên chỗ này. Và bay lên trên chỗ này nữa. Bây giờ ở phía bên kia thì nó sẽ có thêm một vài tên nữa. Cơ mà cái đám đấy thì sau này mình tính sau. Bây giờ thì mình đang cần tìm một tên thất diện. Cái thằng nào cho đến mình đây? How? Ok, nó ở phía bên dưới kia. Ở phía dưới kia thì nó sẽ có thêm một tên thất diện võ sĩ. Và mình có thể ám sát nó. Mình có thể ám sát nó một mạng trước khi đánh nhau trực diện với nó. Mà cho dù mình có ám sát trượt ấy thì cái việc đánh nhau với nó cũng không quá khó. Bởi vì các bạn ở chỗ này mình quá mạnh rồi. Mạnh rất là man là rồi. Nào, bay nhảy sang phía bên kia nào. Hy vọng nhảy được. Có vẻ là không.
khá là buồn. Đấy, con kia nó tính full landing ấy. Nhảy lên trên này. Rồi, đứng ở đây và ở ngay phía bên dưới kia, xem một tên nốt bao nhầm. Khiếp phát đấy, mình bị nó phát hiện ra phát thì buồn rất cả man luôn đấy thầy. Một tên thất diện võ sĩ. Và cách đánh nhau với anh ta thì tất nhiên là cũng như bao tên thất diện khác rồi. Chuẩn bị săn cái hồ lô này. Nốc cái này vào. Thần chi phi tuyết và tất nhiên là cả cái gì nhở? Tinh khí phấn. Đây rồi. Một mạng. Đợi nó biến mất hẳn ấy thì hãy chạy sang phía bên này. Mình phải đợi cho nó biến mất hoàn toàn luôn nhá. Ok được rồi. Cái đòn bắn Kame của nó ấy thì nó được cái nó tuy trông khá là nguy hiểm, cơ mà khi mình đứng ở ngay sát nó thì nó hoàn toàn không thể bắn trúng mình. Như này đây. Như vậy là xong. Cực kỳ easy. Không phải mất dù chỉ một giọt máu. Và sau khi giết nó xong thì mình sẽ nhận được một cái được gọi là Nguyên Thủy Lưu Ly. Cái này thực ra tên tiếng Anh của nó là Lapis Lazuli. Cái này là kiểu một tên của một loại đá quý. Mình thì mình không dành đá quý cho lắm. Vậy nên thôi mình sẽ không đề cập nhiều về cái này. Cơ mà ok, sau khi giết nó xong thì nhặt được cái item nào mình thấy ở trong tầm mắt và quay trở lại chỗ hồi nãy. Ở phía này thì thực ra nó vẫn có thêm một vài kẻ địch nữa, cơ mà hiện tại mình vẫn chưa muốn đổi động gì đến nó. Sau thì tính sau. Bay lên chỗ này. Bây giờ đứng ở đây thì các bạn nhìn qua thì trông có vẻ như là ở chỗ kia nó hoàn toàn không hề chỗ nào bắn móc cả. Cơ mà thực ra là ở chỗ kia kìa, nó có một cành cây và mình có thể bắn móc lên trên cành cây đó. Như vậy đấy. Ở ngay chỗ này sẽ có một vài con thằn lằn. Và con thằn lằn ở chỗ này thì thay vì phun độc giống như bao con khác trước đây mình từng gặp thì nó sẽ phun cái gì mình chả biết nó là cái gì. Đấy. Nó thậm chí nó phun vào người mình nó... mình chẳng biết là nó có tác dụng gì cơ. Thực sự luôn. Và thông thường thì ở phía trên này thì nó sẽ có một con thằn lằn. Và cái con này nó 100% nó sẽ bị lỗi như hiện tại đây. Mình không biết là ở phiên bản mới thì nó có sửa lại không. Cơ mà bất cứ lúc nào mình đi qua chỗ này thì nó lúc nào cũng lỗi. Giờ thì ở chỗ này thì đây chính là phía bên kia của cái nơi mình vừa mới đi qua. Thông thường mình không thể nào nhảy từ phía bên này nhảy thẳng sang đây được. Mình không thể. Bắt buộc là phải đi qua cái chỗ vừa xong. Nhặt ở đây hai cái thần chi phi tuyết và ở ngay chỗ này sẽ có một cái gì nhở? Có một cái tên mà đổi vảy cá. Tương tự như là tên trước đây mình đã từng gặp ở quá khứ. Và ở chỗ này thì mình sẽ muốn đổi lấy cái thứ này. Một cái thứ được gọi là mảnh vỡ mặt nạ và nó ở phía bên trái. Đây chỉ là mảnh thứ 3 mình tìm thấy ở trong game. Trước đây thì cái hồi cái tên ở quá khứ mình cũng đã thấy hắn ta có một mảnh. Và cái mảnh đấy mình cần 5 cái vảy cá để đổi. Và mảnh cuối cùng ấy, à nhầm, cái mảnh thứ 2 thì đó là một mảnh mình tìm thấy ở trên chỗ bán hàng của cái tên ở ngay trước cửa vào lối vào địa đạo ở khu vực thành Ashina. Giờ thì bây giờ mình sẽ quay trở về chỗ của tên này và đưa cho cái tên trưởng thôn cái bình nước đấy mình nhặt được. Mình thực sự mình không hiểu là mình đang cố gắng thực hiện cái đòn trượt cơ mà không biết trượt cái gì nhỉ. Thôi kệ. Không cần quan tâm đám kia để làm cái gì.
ra gặp lại cái tên này. おい、これをやろう。おお、これは尊き香りなり。 止めいただける松座に加えていただける。ようよう、ようよう。なあ、そなたにこれを信ぜよ。しからばよこせ。 What the hell? Okay, cái đoạn dịch vừa sau thì đáng lẽ phải nó phải vậy thì ta uống đây cơ mà vừa xong này vậy thì lấy ta đi. Như kiểu gay ấy. Mình cũng không có ý gì xúc phạm đến mấy kiểu các kiểu giới tính thứ ba đâu nhá. Cơ mà giờ thì ok. Sau khi mình đưa cho hắn ta cái bình nước kia thì hắn ta cho mình một chai rượu, một chai Long Tuyền Tửu và sử dụng cái bùa kia để quay trở lại cái chỗ này, quay ra chỗ hắn ta thêm một lần nữa. Vẫn kệ xác lũ này, không cần quan tâm. Bây giờ hắn ta đã biến thành một con quý nhân, một tên Noble Miss. Vậy ra đó chỉ là nguồn gốc của cái lũ này. Và sau khi giết nó xong ấy thì nó sẽ rơi ra cho mình 5 cái vảy cá bảo lý. Giờ thì ok, sử dụng cái quy vật này quay trở về. Mình thì bây giờ mình có thể quay về bất cứ bức tượng nào cũng được, bởi vì bây giờ mình sẽ quay trở về quá khứ. Dịch chuyển, hiền đạch, hiền trạch và không biết chỗ nào gần hơn nhỉ? Chắc là chỗ này, cái chỗ trạch lộ gần hơn. Hy vọng là thế. Chạy ra chỗ của cái tên đồ vảy cá. Mấy tên kia chơi mình không sao cả. Tầm này thì bọn nó như kiểu rác rưởi rồi, không cần quan tâm đến cái gì. Đây, ok đây. Và bây giờ thì mình sẽ muốn mua cái này, cái mặt nạ mảnh vỡ ở phía bên phải này. Ở chỗ này thì nó sẽ có một cái hồ lô đỏ khô héo này. Thì cái này nó cũng tương tự như cái hồ lô tím. Cơ mà cái hồ lô tím thì nó sẽ có tác dụng mà giải terror, còn cái này thì nó sẽ là giải hiệu ứng bỏng. Và ở phía bên dưới này nếu mình nhớ không nhầm thì nó sẽ có khoảng tầm 2 con cá trước đây mình chưa giết được. Yep, một con đây này. Một con và một con phía bên này nữa. Đây, nhầm đường. Yeah, theo mình nhớ thì là thế rồi chứ chả rõ đúng không ấy. Nope, đây là đám cờ hó, không phải cá. Có vẻ là hết rồi. Thế thì thôi, ok. Bây giờ thì mình sẽ tìm một chỗ nào đấy nhanh nhanh quay trở về bức tượng. Mình không muốn sử dụng cái quy vật nữa bởi vì nó sử dụng nó khá là lâu. Mình đang bơi ở đâu ấy nhỉ? À, cái đây. Hey, khó chịu. Tên ở chỗ kia đang quay mặt về phía mình. Để hắn ta quay đi cái.
Có vẻ nó không quay. À ok. Ngồi xuống đây và dịch chuyển thẳng về khu vực lối vào địa đạo. Mua nốt mảnh cuối cùng của cái mặt nạ. Mua vật phẩm. À, bấm nhầm. How? Ok, ngoài ra thì như hồi nãy mình nói ấy, nó sẽ bán thần chi phi tuyết và số lượng vô hạn. Có 300 cái thôi ạ. Rẻ hơn. Mình cứ tưởng 500 cơ. Cái này đây, mảnh vỡ mặt nạ và đầu rồng. Mua nốt. Ok, như vậy là xong. Vậy là mình đã có được cái mặt nạ Long Vũ này. Cái mặt nạ này thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ chuyển hóa 5 điểm level của mình thành 1 điểm attack, 1 điểm sát thương của mình ấy. Và cái mặt nạ này nó cực kỳ quan trọng, nó siêu siêu quan trọng khi mà các bạn đã chơi từ New Game cộng 2 trở đi. À nhầm, New Game cộng 1 trở đi, bởi vì bắt đầu từ đấy thì các con boss nó sẽ không còn cho ký ức của nó nữa. Và đồng nghĩa việc là các bạn không thể nào có bất cứ cách nào để tăng level, để tăng khả năng công kích nữa, ngoại trừ sử dụng cái mặt nạ này. Vậy nên chừng nào các bạn vẫn chưa có cái mặt nạ này thì tuyệt đối đừng có sang New Game cộng. Ok. Giờ thì quên mất. Giờ thì ok, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Cái khu vực thánh địa ấy, cái khu vực nguyên thủy ấy, nó là một khu vực cực kỳ rộng, mình gần như mình không thể nào kết thúc chỉ trong vòng một tập được. Nếu mình cố làm trong một tập ấy thì cái tập đấy có thể nó sẽ dài tầm khoảng 2 tiếng đấy. Vậy nên mình sẽ cắt ra tầm khoảng 2 đến 3 tập. Ok. Đây là tập bao nhiêu của Sekiro mình cũng không nhớ, mình lâu lắm rồi không chơi game và mình hy vọng các bạn sẽ thích tập này. Nếu thích hãy bấm like, share và subscribe, mình rất cảm kích về việc đó và hẹn gặp lại trong các tập lần sau. Goodbye!